Xin chào các bạn có khỏe không? Và đây là cái video mà Lộc sẽ chia sẻ với các bạn về ngay. Thì chia sẻ này là chia sẻ dành cho tất cả những ai bắt đầu học lại tiếng Anh, và đặc biệt là những người mới gốc tiếng Anh chúng sẽ học lại. Và đây là bài đầu tiên để chúng ta học lại tiếng Anh, và nó là bài cực kỳ quan trọng. Thì trong cái bảng của tiếng Anh của chúng ta đấy, trong cái việc học tiếng Anh thì thực ra thì nó sẽ đầy đủ một cái bảng này, các bạn có thể nhìn thấy ở trên Google Search, nếu mà Search nó sẽ ra ngay. Đây là một cái bảng gọi là bảng phát âm đấy. Tổng hợp ở đây nó sẽ là, nó sẽ có 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi và còn lại là 24 phụ âm. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các bạn đầy đủ cái bảng này, mình sẽ tách ra làm 3 phần và chia làm 3 bài. Mình sẽ tổng hợp lại vào một cái video khác sau, nhưng mà trong cái video này trước mắt thì là mình sẽ làm đầy đủ thì mình sẽ làm ba cái video khác nhau và mình sẽ tổng hợp nó vào một cái video dài. Sau thì bài này để cho các bạn có thể chia từng phần để mà học đấy. Còn các bạn nào cảm thấy mà có thể chịu đựng được áp lực của tiếng Anh thì các bạn có thể học một lúc cả ba luôn, cả ba bài, tức là 12 phụ âm đơn, 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi và 24 phụ âm luôn. Rồi, bài đầu tiên chúng ta sẽ làm 12 nguyên âm đơn. 12 nguyên âm đơn thì nó sẽ có âm y ngắn, y dài, o ngắn, o dài, ơ ngắn, ơ dài, u ngắn, u dài, âm a và âm a dài, âm e và âm e bẹt. Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau, chúng sẽ cùng nhau bắt đầu như sau nhé. Bắt đầu với nguyên âm đơn đầu tiên, nguyên âm đầu tiên là âm y dài và âm y ngắn. Thì chúng ta có cái nguyên tắc chung trước khi chúng ta học nhé. Chúng ta có một nguyên tắc chung, đó là âm dài này là cái âm nó có dấu hai chấm đằng sau sẽ âm dài nhé. Như chữ y ấy, ta nhìn thấy có dấu hai chấm đằng sau sẽ là y dài, và chữ y ngắn thì nó sẽ không có dấu hai chấm đằng sau, nó chỉ có chữ y không thôi. Rồi nhớ là cái âm dài, cái đặc điểm của nó đấy là cái âm dài này khi chúng ta đọc ấy, thì chúng ta sẽ ngân dài ra nhé. Chúng ta sẽ ngân dài ra một chút, ngân dài nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Đó là cái người nước ngoài ấy, người ta đọc cái âm của người ta là sẽ âm phát ra từ cổ họng, âm nguyên âm nó sẽ phát ra từ cổ họng. Thì cho nên là chúng ta học tiếng Anh, chúng ta cũng sẽ phát âm từ cổ họng nhé. Chúng ta phát âm từ cổ họng để cho nó giống cái người nước ngoài, và thậm chí là chúng ta có thể thay đổi tông giọng lên hoặc xuống, hoặc là để cho cái cổ họng này nó hoạt động thật là nhiều để cho nó giống với cái tiếng Anh nhất. Thì chúng ta sẽ đọc này, âm y dài nhé, nó sẽ là y, nó sẽ cười một chút này, cười y y y y. Rồi tiếp theo y ngắn nhé, y ngắn này ta sẽ không cười rộng như là y dài mà ta sẽ là y. Rồi thì cái âm y ngắn này chúng ta có từ shape và âm y dài ta có từ shape. Rồi từ y dài là shape, đó, từ y ngắn là shape. Rồi, một từ là shape, một từ là shape, một từ mạnh hơn, nhanh hơn, một từ thì dài hơn một chút, nhẹ hơn một chút. Đó là shape và shape, shape và shape. Rồi thực ra nó là hai từ đều là từ ship, nhưng mà một từ là shape và từ là shape, một từ là shape, một từ là shape. Ok, khó đúng không? Rồi chúng ta làm quen dần rồi chúng ta sẽ thấy nó dễ thôi, nó không khó lắm đâu. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy này, từ shape là con cừu nha. Thì chúng ta sẽ nhìn là cái từ y dài thì là nhân từ shape và từ shape, thì mình sẽ sử dụng luôn cái từ điển để tra cho các bạn nhé, thì nó sẽ rõ hơn. Đó. Rồi từ này sheep, mình đang bị tắt loa, mình không biết các bạn có nghe được không, nhưng mình đang bị tắt loa, mình bật loa sợ nó rú. Sheep đấy, sheep, một từ là sheep nha, sheep, một từ đọc như vậy, sheep. Sheep, 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 đó, sheep, sheep, rồi, sheep, 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 đó. Rồi ta sẽ có từ ngắn nhé, từ ngắn này, từ ngắn, sheep, 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 rồi, từ ngắn là sheep, 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 đúng không? Một cái là sheep, một cái là sheep, khác nhau như vậy thôi, nó chỉ khác nhau một chút như vậy thôi. Nha, đó là sẽ có âm ngắn và âm dài.
Nhớ là các bạn nhớ này, nhánh mép ra hai bên là y dài, nhánh mép nhỏ hơn là y ngắn. Y y rồi chúng ta sẽ lướt tiếp. Chúng ta sẽ học thật nhanh cái này. Chúng ta sẽ không học kỹ lưỡng, bởi vì nó sẽ có cái giáo trình để dạy kỹ những cái này và luyện những cái này. Nhưng mà thực ra thì khi mà các bạn đã học những cái giáo trình khác có thể giao tiếp được rồi thì cái tai nghe các bạn nó sẽ dễ dàng bắt chước người nước ngoài ấy, thì nó sẽ tốt hơn là nghiên cứu cái giáo trình mất rất nhiều thời gian. Rồi. Và đây sẽ có âm u ngắn và u dài. U nó u và u shoot. Cái u ngắn u dài nó cũng giống như y ngắn y dài thôi, cũng chỉ là ngân dài ra và nhẹ hơn so với âm dài, và âm ngắn thì là nhanh và mạnh hơn. Đó. Thì cái đặc biệt ở đây nó sẽ là như thế này, đó là cái âm u là một âm tròn môi và khi ta đọc sẽ cảm giác như là môi ta chu lại giống như u nai đó. U u u âm u ngắn. U dài là u u shoot, u ngắn là u, dễ không nhá, bạn có thể luyện nhé. Rồi tiếp theo âm ơ ngắn ơ dài. Ơ ngắn thì chúng ta sẽ biết là số 6 lộn ngược, ở đây là cái chữ e lộn ngược. Còn âm ơ dài nó sẽ là chữ, nó sẽ là một số 3, số 3 và có dấu hai chấm đằng sau nhé, số 3 và dấu hai chấm sau. Thực ra thì viết rất bé này thôi. Chúng ta sẽ phát âm như thế này. Ơ ơ ơ ơ dài này. Ơ ơ thế một từ là, một từ là teacher. Teacher ta sẽ gặp lại âm y dài đây, đó là thi đúng không, thi và teacher, đó là teacher. Teacher âm ơ ngắn, ơ ngắn nó sẽ phát âm rất là mạnh như vậy. Teacher 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 đó. Teacher đó. Âm ơ dài ơ bơ 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 là con chim, teacher là giáo viên, ta có quen rồi. I love teacher, I want to marry with her. Đó. Tiếp theo chúng ta âm o ngắn, âm o dài. O ngắn là o o và âm o dài là o o o. Một từ là on, một từ là o đo nha. On đo, on đo. Dễ không? Khá là dễ đúng không? Âm o thì chúng ta tròn môi, tròn sao giống như chữ o là được. O o o o và o o đấy. On đỏ đỏ on đỏ nhá, rất dễ đúng không. Tiếp theo ta sẽ có âm e ngắn và âm e dài. E ngắn và e dài, à sẽ có âm e ngắn và âm e bẹt rồi. E ngắn và e bẹt thì e thì từ e chúng ta thấy cả cảm giác là be be là e be rồi đúng không. E đó. E bẹt là giường. E bẹt, I want to go to bed, là tôi muốn đi ngủ. Bẹt bẹt bẹt. Còn âm tiếp theo là âm e bẹt. Âm e bẹt là thực ra là một âm a và âm e nối vào nhau, thì người anh người ta đọc thiên về a, người anh mỹ đọc thiên về e. Nếu đọc thiên về a nó sẽ là a, thiên về e nó sẽ là e, nó sẽ là nó sẽ thành là từ khác này, có thể đọc là khẹt hoặc là khẹt khẹt hoặc là khẹt, tùy các bạn đọc thế nào cũng đúng nha. Đọc thiên về a cũng được, đọc thiên về e cũng được đó. Các bạn có nhìn thì nhìn khi hồi mình cat đấy, con từ e thì dễ rồi, e thì chỉ cần há mồm thôi. E bẹ đúng không? Rồi. Từ ae là khó nhất đấy nhá, ae là khó nhất. Thì các bạn có thể dùng từ điển để nhại theo cái âm họ phát ra, hoặc là các bạn cứ nhìn cái mồm mình. Cat cat đấy nhá, cat hoặc là cat cat ok, đều đúng hết nhá. Tiếp theo là hai âm đơn cuối cùng nhá, hai âm đơn cuối cùng. Âm đơn này là âm á và âm a dài. Không phải là á mà như là các bạn xem phim nói tiếng kêu đâu, mà nó là nó từ đây nhá. Nhớ tất cả các âm của tiếng Anh là nó phải từ đây. Là up lên. Up nó khác nhau như vậy. Tiếng Anh là phải từ đây ra thì nó mới là tiếng Anh, bạn nhớ nhé. Rồi chúng sẽ có như thế này. Âm a dài, âm a dài nó không phải là âm á mà nó là âm a rõ ràng và dài ra. A pha. Rồi chúng ta đã hoàn thành xong 12 nguyên âm đơn rồi, chúng ta đã trải qua hơn 10 phút và thực ra thì nó cũng rất là dễ. Đấy, nhưng mà nói ra đấy thì lướt qua cái này thì sẽ có thể lướt rất nhanh, nhưng mà để học kỹ
thì cũng sẽ phải học rất là kỹ. Thì học với một cái tần suất như thế này, một cái thời gian như thế này, nó là đủ để cho các bạn nào khởi động và học lại tiếng Anh. Đấy, còn để như chuyên sâu cái này thì chúng ta sẽ không cần thiết, mình nghĩ là không cần thiết, bởi vì đằng nào chúng ta sẽ vào những cái giáo trình khác thì nó sẽ có những cái bài để chúng ta luyện nghe, luyện nói, luyện đọc rồi, thì thực ra nó sẽ học lại cái này rất là nhiều. Đấy, quan trọng là cái người hướng dẫn và người dạy các bạn ấy, giúp đỡ các bạn học tiếng Anh ấy, họ giúp đỡ các bạn phát âm đến đâu nhé, trong cái giáo trình, trong cái môn học các bạn. Rồi thì cái phần cuối cùng là sẽ ôn tập lại 12 nguyên âm đơn nhé, một chút. Đó là âm e ship e ship khác nhau không? On o door a teacher a bird u good u shoot up up a far e bed a cat. Thực ra đấy thì ở đây nó rất là dễ thôi, chỉ cần ta đưa âm vào trong cổ họng và đọc thì nó sẽ rất là dễ, nó không không khó đâu. Bởi vì các bạn thấy khó đấy là bởi vì sao? Bởi vì các bạn không có đưa cái âm vào trong cổ họng, mà các bạn đọc là e ship thì nó sẽ là tiếng Việt nhá, e ship đó, nó mới ra được e ship. Rồi thì video này sẽ dừng ở đây. Thì bài số 2 và các bài tiếp theo sẽ là những video khác. Nếu các bạn cảm thấy các bạn còn đủ tỉnh táo và không cảm thấy áp lực mấy thì các bạn có thể xem tiếp video tiếp theo nha. Rồi, mình sẽ tắt video đây, cảm ơn. Rồi, mình sẽ dừng lại tạm thời ở đây đã nha. Goodbye các bạn. Hãy mở video tiếp theo để các bạn cảm giác mình có thể. Hello, rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Bài này là bài 8 nguyên âm đôi. Rồi chúng ta có 12 nguyên âm đơn và là 8 nguyên âm đôi. Tức là 2 phần 3. 2 phần 3. Số lượng của nguyên âm đôi bằng 2 phần 3 số nguyên của nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đôi nha. Thì âm đôi là thực ra đấy, hai thằng đi sát liền nhau thì nó đọc nhanh nuốt vào nhau, hai thằng nó nhanh nó nuốt vào nhau thì nó trở thành một nguyên âm đôi, trở thành nguyên âm đôi, hai thằng nó đọc rất nhanh và nuốt vào nhau. Thì cái yêu cầu chúng ta là mở khẩu hình ở âm đằng trước và kết thúc ở khẩu hình ở âm đằng sau, hai âm này đọc phải nuốt thật nhanh vào nhau nha. Thì âm đầu tiên mà chúng ta sẽ học ở đây đó là âm i, i là như này, nó có một i và ở i ở đấy, mở khẩu hình âm trước kết thúc khẩu hình âm sau, i ở here đó, tương tự như vậy. U cũng vậy, u ơ nhé, âm tiếp theo này u hôm nay đó này, ở u tourist tourist ở here here u tourist tourist Here là ở đây, here ở đây, tourist là khách du lịch, tourist nha. Tiếp theo dễ không? Các bạn học học được nguyên âm đơn, phát âm chuẩn nguyên âm đơn thì các bạn phát âm nguyên âm đôi nó rất là dễ, nó rất là dễ luôn, các bạn học rất là dễ. Tiếp theo khẩu hình không thay đổi bao nhiêu đúng không? Wait nha, đợi chờ một tí. Không không phải là hôn ai đó, u mà hôn ai đó, o thì là chỉ cần tròn môi như chữ o là được. Boy boy wait đợi chờ boy 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 I'm boy. Ok, tiếp theo ai a a a i a i a i ai ai mai 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 là tôi đúng không? Mai là của tôi mai mai là đại từ sở hữu của tôi đấy. Đây mai I love you. Ok, tiếp theo ta sẽ có từ cow 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 là con bò cái, thực ra đấy là một con bò dạng bò vặt sữa, cũng thể dùng bò, nó là chỉ loài bò thôi, đôi khi có phải là con bò cái mà là cow cow, ta có biết là từ châu bò là buffalo, buffalo là châu bò đó, cow 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 nha. A u rồi 8 nguyên âm rồi, ta đi mấy âm rồi, 6 rồi đúng không? Hai âm cuối cùng nhá,
Hàm cuối cùng đây là âm e, ở, 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 hair, hair, ok nhé, hair. Rồi, ơ, show, show, hair, show, nhá. Dễ không? Rồi, ôn tập một chút. Hair là mái tóc, show là cuộc biểu diễn hoặc cuộc trình diễn. Rồi, 80 đơn sẽ được ôn tập như thế này. Air, hair, I, my, ear, here, a, wait, wait, oh, show, ow, 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 cow, 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 ooh, 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 tourist, oi, 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 boy. Ok nhá. Vừa phát hiện thì mình quen rồi thì nó sẽ dễ, nhưng các bạn nào mới thì thấy nó hơi lạ và hơi khó một chút, nhưng không sao cả, các bạn cứ luyện nhá. Luyện đơn trước, luyện đôi sau sẽ rất là dễ thôi, không có gì khó đâu. Là đầu tiên rằng này, nếu các bạn đứng trước gương và cố gắng tập trung cầm giấy vở và đọc khoảng tầm 30 phút, các bạn sẽ phát âm giống hệt như người Tây luôn. Một lúc lúc sau các bạn có thể làm quen được với tiếng Anh và sẽ vào các giáo trình để học được tiếng Anh, ngôn ngữ của mình. Đã, rất dễ thôi. Chúng sẽ sang bài tiếp theo, nhưng mà đọc sẽ tắt video vào đây để cho các bạn sẽ không cảm thấy áp lực và nặng nề. Các bạn có thể xem video tiếp theo sau nhé. Cảm ơn các bạn. Goodbye, goodbye. Các bạn ơi, tập trung nhé. Thì ở đây chúng ta sẽ có bài số 3 rồi, đó là bài phụ âm. Bài phụ âm này thì chúng ta sẽ có 24 phụ âm và nó sẽ học cùng một lúc luôn. Thực ra thì phụ âm nó rất là dễ, nó không khó, nhưng liên âm là phải phát âm từ cổ họng và cũng không cần phải nuốt nuốt trong khi mà ta học ở cái bài đầu tiên này. Rồi thì cái bài phụ âm này nó lại dễ một cái nữa, đó là cái khẩu hình nó thay đổi không nhiều mà chủ yếu thay đổi ở lưỡi. Lưỡi các bạn nhé, lưỡi này thì ở đây cái lưỡi của chúng ta và môi miệng của chúng ta thay đổi thì nó rất là khó để mà nói, để mà hình dung được nó một cái quy chuẩn nhất định, mà thực ra thì làm sao để cho giống tây nhất là được, thì nó có cái giáo trình sip và sip hoặc là theory thì chúng ta học những cái giáo trình đó nó sẽ kỹ lưỡng hơn. Còn đây là cái này là chúng ta học gọi là làm quen, và nó là một cái gì đó là bước đệm chúng ta bước vào môn tiếng Anh mà thôi. Nhưng các bạn nhớ là cái quy chuẩn ở đây nó là một quy chuẩn ngắn gọn nhất. Tất nhiên nó cũng đúng, nhưng mà tất nhiên nó phải đúng rồi, nhưng mà nó ý là nó sẽ lược và ngắn gọn nhất để có thể nhanh chóng học được 24 phụ âm này, chứ không phải là dài dòng văn tự. Âm phần phụ âm nó sẽ có những đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nó là âm gió, âm hơi, và nó không bao giờ phát ra từ cổ họng. Khi chúng ta đặt tay ở đây ta phát âm phụ âm thì cái này nó gần như là nó không 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 có âm ở đây, và nó không không cũng như là không dung ở đây, không giống như tiếng Việt. Âm hơi nhá, âm hơi. Thế nên là cái người nước ngoài người ta nói là nói tiếng Anh như gió, như là như vậy. Nó không có từ cổ họng mà là phụ âm đó. Rồi chúng ta sẽ làm những âm nhẹ nhàng trước đi, âm nhẹ nhàng trước nhá. Âm này là âm pa. Đây, cái cổ họng ta không, nó không có rung, nó không có tiếng ở đây, nó chỉ có p p p p p nhá. P là cây đậu, p ở ở tiếng Anh. Boat, boat, oh đúng không ạ, boat. Tiếp theo là t t t đúng không ạ. Dog, dog, dog. Đấy, thì nó là đấy, pa ta da thôi. Đó, dễ mà đúng không? Nó giống như tiếng Việt nhưng mà nó lại không phát ở đây. Tiếng Việt chúng ta thì gần như là âm nào cũng ở
ở chỗ lưỡi này, ở cái chỗ này không phải thuộc hẳn ở đây, mà không phải thuộc hẳn ở đây, mà nó nâng nửa ở giữa này, đúng không? Như anh yêu em, đúng không? Nó nâng nửa ở giữa này, chứ nó không phải là như tiếng Anh I. Tiếng Anh sẽ I love you. Nghe như vậy. Rồi tiếp theo nha. Hai âm khó hơn, nhưng âm khó hơn một chút này. Âm này là âm trờ 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 lặng nhé, trờ lặng. Rồi và âm giờ lặng hoặc là giờ tay bướm. Thì cái âm này đấy, nó là cái âm rất là mạnh và rất là nặng, đọc phải rất là nhiều hơi. Thì chúng ta phải rung lưỡi này, tức là ở đây có âm trờ nhé, chúng ta phải cong lưỡi này, và âm giờ bên dưới chúng ta phải rung lưỡi. Âm trờ này, trờ 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 cheese, chu 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 chi chu chi z z dùng một nữa z zu zun zun z z z lưỡi cong này và dùng này z z cong vừa phải đâu z z jun. Cái từ này đọc mạnh ấy, khi mà đọc mạnh nó có thể đọc thành trò luôn được, chu jun chu cheese cheese zun đấy, âm trờ và âm giờ nhá, trờ nặng và giờ nặng. Các bạn nhớ cách viết của nó, cái trờ nặng là chữ T và chữ S lặng, giờ nặng là chữ D và chữ S tay bướm. Đó, thì mình làm nó sẽ là tương đối thôi. Các bạn có thể tra ở đây nhé, tra ở đây nó sẽ ra này, tra ở đây các bạn sẽ thấy âm này bật sẽ rất mạnh luôn. Cheese. Đấy, các bạn thấy chưa? Cheese bật rất mạnh, từ trò cheese bật rất mạnh nha. Rồi tiếp theo này, giống như cái âm nhẹ thôi, bà bà tê, giống như bà bà tê đê đâu, rất là dễ. Car car là xe con này, go là đi, dễ dễ mà đúng không? Quá dễ. Rồi mình sẽ lướt qua nhanh âm dễ. Tiếp theo âm l, âm l là cong lưỡi này, hoặc là các bạn tùy các bạn đọc thế nào cũng được, nhưng mà các bạn phải cảm thấy là nó là n cao, không phải là n thấp. Hello, hello. Rồi âm này âm hay là chúng ta thường đọc là r này, r. Thực ra đọc r nó không chuẩn, mình phải đọc đọc nó quẹt quẹt. Rồi ta có âm g nhé, âm g là z. Âm này đọc là giờ, giờ nhé, z z z z z. À, dễ thôi đúng không? Tương đối là dễ. Tiếp theo sẽ có âm m l ng h m n ng h. Cái âm ng này, âm ng này nhá. Mũi này, các bạn thấy là hơi ra từ miệng, không ra từ miệng đâu, mà hơi phải ra từ mũi, mũi đa phần là từ mũi. Xin người nào mà ngạt mũi khó đọc phát này quá. Nhá, thường thì bốn cái âm này đấy, bốn cái âm này m l ng h này đều có hơi ở mũi hết đấy. Âm h là âm ít hơi ở mũi nhất. Min là y dài, min là nói về cái tính từ có nghĩa min quát a di min ấy, nó có nghĩa là gì? Min rồi ao nào nào là ngay bây giờ, nào người ta thấy một ông sếp mà quát nhân viên nào, tức là ngay bây giờ đi, y ngắn lại xin 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 hẹt. Đọc cũng như chó thở, cảm giác nó khó chịu nhá. Tiếp theo là âm f fly, f. Rồi âm v này đọc cũng giống như là âm f, nhưng mà nó vẫn phải là v nhé, nó không phải là f nữa, mà cũng không phải là phở nữa, mà vẫn phải là v. Nhưng mà thường thì hai âm này đọc giống nhau, khẩu hình nó giống nhau, hơi nó giống nhau, nhưng mà cái âm nó lại khác nhau một tí. Video giống nhau, cái mồm, cái khẩu hình miệng nó giống nhau. Fly video. Tiếp theo là âm thờ. Âm thờ này ta sẽ nhìn thấy một cái số 0 và có cái gạch ở giữa, thì nó giống như cái miệng ra đặt nữa ở giữa. Rụt nữa vào nhé.
đây âm thở nhẹ đấy. Rồi. Các bạn nhớ nhá, số 0 có nữ y giống như miệng tàn nữ rồi. Thỉnh thỉnh rồi, chúng ta nhìn thấy cái từ thở thứ hai, từ thở nặng hơn, từ thở nặng từ trên là nhẹ, từ dưới nặng hơn một chút. Thì lưỡi nó không ở giữa hai răng nữa mà lưỡi ở lên trên. Đấy, ta xem. Một từ nào? Thỉnh, một từ sẽ là dạ, dạ, thỉnh nhẹ, dạ. Đấy. Thì thực ra đôi khi thì đọc nhanh thì chúng ta rất khó phân biệt. Thế nhưng mà học thì chúng ta phải học chuẩn một chút để chúng ta có cái gì đó. Thế nhưng mà lúc nào đó chúng ta luyện nghe thì chúng ta sẽ thấy là à, người ta phát âm sẽ rất chuẩn đấy. Thỉnh, dạ, dạ, thỉnh, thỉnh, dạ. Đó, rất hay. Như vậy tiếp theo là những âm cuối cùng, là sẽ là bốn âm cuối cùng. Bốn âm này cực kỳ dễ nhầm lẫn. Ở đây là có s, d và sh, z. Bốn âm này rất dễ nhầm lẫn. S, z, sh, z. Đấy, s, z, sh, z. Tức là hai âm s và z đầu tiên là hai âm s và z nhẹ, âm hai âm s và z tiếp theo là âm mạnh hơn. Tất nhiên là sẽ phải cong lưỡi. Đó. Và cái âm s thì nó không rung nhưng âm r thì nó rung nhá. S, c, z, zu, sh, share, 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 z, television, television, z, television, television, z. Chúng ta sẽ luyện lại nhé. S, z, sh, z, sh, z, c, z, zoo, sh, share, z, television, television nhé. Rồi, đây là 24 phụ âm. Thì các bạn đã học hết rồi. Và nếu các bạn cảm thấy là nó dễ, các bạn nào đã quen quen tiếng Anh một tí thì sẽ cảm thấy rất dễ. Còn nếu như các bạn nào mới bắt đầu và mới học lại thì sẽ rất là khó, sẽ rất là khó ở trong cái video này. Tuy nhưng mà không sao đâu, tất cả nó sẽ đều có cách của nó. Và cuối cùng rồi, tất cả những ai quyết tâm rồi sẽ học được tiếng Anh cả thôi. Thì mình sẽ làm luôn cái phần ôn tập nhé, làm luôn cái phần ôn tập trong cái này. Đó là tất cả sẽ xuất hiện ở đây, đó là đầy đủ 12 nguyên âm đơn, 8 nguyên âm đuôi và 24 phụ âm. Rồi, như các bạn này nhá. Các bạn sẽ cùng nhau đọc, sẽ đọc một lần thôi, và còn các bạn sẽ ở nhà. Đấy, các bạn sẽ luyện tất cả nhá. Cầm nó và đứng trước gương và đọc. Tập tin á, chỉ bỏ ra khoảng nửa tiếng đọc khoảng 10 lần cái bảng này á, các bạn ạ. Ok lắm rồi. Ok đấy. Lưỡi các bạn và hơi thở các bạn cũng như cổ họng các bạn sẽ rất quen với tiếng Anh luôn. Rồi tiếp theo. Rồi, ôn tập nhá. Y siệp e ship u good u shoot e bad a teacher a bird o door I cat a up a far o on ear here a wait o tourist I boy oh so air hair I my ow cow p p boat t t dog ch cheese z soon k car k go fly, fly, video, thing, diện, see, zoo, share, television, man, now, sing, hat, love, red, wet,
diệt rất là dễ. Các bạn nhớ này, nguyên âm thì là phát âm từ cổ họng, nguyên âm đôi thì là hai âm nuốt nhanh vào nhau, phụ âm thì là âm gió. Âm gió ta nhớ sẽ âm trò và âm giò này. Âm trò thì không cong, âm trò thì không rung nhá, nhưng mà cong lưỡi và phát âm mạnh. Âm giò thì phải rung và phát âm mạnh. Thì đấy, các bạn nhớ là giò nhẹ và giò nhẹ là không, là không thì âm giò nhẹ là âm cong lưỡi nhưng không rung, âm giò nhẹ là rung nhưng mà nhẹ thôi. Và hai âm giò lặng thì cong lưỡi và mạnh hơn, sờ 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 sờ. Đấy, còn giờ television. Đấy. Rồi tiếp theo là những cái âm từ mũi này, m n ng là mũi nhá, và nhớ. Rồi đó là tất cả những gì mà mình có thể, khả năng của mình đã chia sẻ hết cho các bạn. Thì các bạn có cái đóng góp và có cái gì muốn phê bình hay tán thưởng, đó là tùy thuộc các bạn. Các bạn hãy comment. Cái video này là một cái video hướng dẫn, thì Lộc cũng mong sẽ nhận được sự hướng dẫn và sự góp ý từ các bạn nữa, thì Lộc có thể làm những điều tốt hơn, và một ngày nào đó Lộc sẽ lại làm lại cái chủ đề này bằng một cách khác, đó là mình Lộc sẽ làm bằng cách khác để cho nó dễ hiểu hơn và để cho nó đúng đắn hơn trong một ngày, trong tương lai không xa, khi mà nhận được các đóng góp và các lời phê bình tán thưởng của các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video này, và chúc các bạn sẽ thành công trong bước đường học tiếng Anh của mình, và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye. Cảm ơn các bạn rất nhiều.